Rồi, mến chào lại gia đình mình ha. Thì tiếp tục cái video một cây ngày hôm nay. Hôm nay là tháng 11 của bà con mình ha. Vẫn là ngày 3 tháng 11 thì mình lên nhiều cây lắm. Thì những cái cây linh sam mình có một số cây là mình báo giá, có một số cây mình không báo giá, rồi mình đưa vào cái album giao lưu với anh chị em mình ở xa. Thì hình thức là báo giá anh chị mình có thể, nếu mà có giá thì bà con mình xem tham khảo, còn cây nào mình không có báo giá thì bà con mình vào cái Zalo 0833 557 550 thì cứ gửi hình cái cây mà anh chị mình ưng, rồi xong thì bên mình sẽ báo giá cho bà con mình. Thì giá nó có hai loại, một là bao ship hoặc là giá tại nhà. Thì anh chị em mình lưu ý, đây là cây kim song hinh ha, cây kim song hinh là linh sam kim song hinh bà con mình nha. Này, trong tình hình rất là sung tốt. Thì cái lô này á, thì em Vũ nuôi 5 năm mà bà con mình, 5 năm tuổi rồi, cho nên là nó già lắm. Mà cái này vô chậu rồi cho nên là nhổ ra không có được ha, này rất là già. Thì nhu cầu chơi mini của nhiều anh em thì cũng đang cần, cho nên là mình đưa lên cho bà con mình tham khảo. Và cái dòng linh sam nó có nhiều dòng lắm, ví dụ như song hinh nè, kim song hinh nè, 86 siêu bông, rồi tán vất hồng, tán hai màu, vân vân ha, linh sam hồng tím than. Thì cái dòng kim song hinh này là sức sống mạnh nha, mạnh hơn linh sam 86, mạnh hơn linh sam hạt gạo Tân Phú luôn đó. Cho nên là bà con mình lưu ý, và cái hình dáng rồi đế cành này kia nó đẹp. Thì tuổi cây này em báo luôn là 5 năm tuổi ha, 5 năm tuổi bà con mình. Kích thước của cái cây thì nó hơn gan ha, dài thì khoảng 2 gan, dài tầm tầm khoảng 40 cm ha. Này là mini được nha, để lên cái chậu, cái này cái ghế ha, cái ghế mũ. Anh em mình lưu ý giùm em. Thì mình sẽ quay đúng một cây thôi, gói gọn trong vòng 5 phút bà con mình. Thì anh chị em mình có thể tham khảo vô cái album mình để phần mô tả hoặc là phần bình luận á, bà con mình cứ xem trong đó có nhiều cây còn ha, cây nào thì mình bán rồi là mình sẽ xóa khỏi cái album mà video giao lưu với anh chị em mình ở xa. Cây còn á thì bà con mình lưu ý giùm em nha. Đây, mặt hậu nè. Thì cái cây lúc nào cũng vậy ha, có hai mặt, mặt tiền và mặt hậu nha bà con mình. Thì em vô cây là em gia đình mình thấy đó, như như chia sẻ đó, anh chị em mình thấy thì thường thường là không phải nhất thiết phải anh chị em mình vô cái cây mà vô ở giữa đâu ha, vô ở gần khúc này xíu để cho nó có duyên nha. Cho nên là số điện thoại của em là 0987 557 550. Là anh chị mình cứ ưng cái cây nào cứ gửi cái màn hình, gửi cái hình cây qua em sẽ báo giá cho bà con mình ha. Đó, đây tuyệt vời ha.